Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hiện tại bây giờ là gần 6 giờ tối rồi này. Nhà mình thì chưa có ăn cơm tại vì hôm nay là hai vợ chồng mình có việc đi đến một nơi rất là xa. Vừa mới về xong thì chị hàng xóm chị nói là mẹ chị mới sang cho nên là mang được ít đồ ăn đấy. Cho nên chị gửi nhà mình mà mình không có nhà cho nên là để ở ngoài cửa, thời tiết nó rét cho nên là nhìn nó cũng không được ngon mấy. Bây giờ hai vợ chồng mình đang chuẩn bị ăn tối, đông mưa đến Minh Chu thì bảo là con sẽ ăn muộn, bố mẹ cứ ăn trước đi. Tại vì ngày mai ấy là bắt đầu hai đứa nhà mình lại đi học nha mọi người. Đi học tầm khoảng một tuần này xong rồi lại nghỉ xuân đó, nó lại kiểu rách việc. Nhiều trường ấy thì người ta sẽ cho nghỉ thông đến đầu tháng 3 là sẽ nhập năm học mới. Thế nhưng mà cái trường của hai đứa nhà mình ấy nghỉ được tầm hơn một tháng này, xong bắt đầu từ ngày mai đi học tầm một tuần, xong rồi làm lễ tốt nghiệp tiểu học của Đông Gơn ấy, xong rồi lại bắt đầu được nghỉ đến hết tháng 2. Thế là bắt đầu từ mùng 4 tháng 3 là nhập học năm học mới nha mọi người. Bên Việt Nam mình thì là tháng 9, còn ở bên Hàn thì sẽ là vào tháng 3. Hai vợ chồng đang chuẩn bị ăn cơm. Với này, lần trước ấy mình có một cái ý nghĩ như này này. Đang muốn là mình làm cái video mà về quê ăn Tết ấy, thì năm nay thì rất là vui luôn. Mọi người xem video thì đã biết, nhưng mà chưa có cơ hội hỏi anh Su xem là xem cái không khí Tết của bên Việt Nam mình như thế nào ấy. Cho nên bây giờ hai mẹ con hai vợ chồng mình vừa ăn cơm xong rồi mình sẽ phỏng vấn anh ấy xem là cái không khí Tết của miền Bắc gì, miền Bắc cũng như là của Việt Nam mình thì nó có khác gì so với của bên Hàn, với lại xem cảm nhận của anh ấy là người Hàn khi mà nhìn cái Tết Nguyên Đán của Việt Nam mình ấy, thì anh ấy sẽ có suy nghĩ như thế nào. Ngay đây là một đĩa bánh cuốn, vừa nãy nó hơi kiểu lạnh lạnh đông đông cho nên là mình đã cho vào lò vi sóng quay lên rồi. Cái rau là thật ra là cũng không ăn đâu nhưng mà để vào cho nó đẹp. Đó, bánh cuốn ở Việt Nam mình, còn đây là ít chả giò. Cái này thì nhìn qua màn hình nó thế thôi nhưng mà nó không phải cháy nha mọi người. Cái mình quay bằng cái iPhone 13 nữa, cái màn hình nó hơi tối. Đây là giò thủ với lại nước chấm chồng mình ăn với kim chi. Xin chào các bạn. Rồi, từ hạ chồng mình ăn Bạn cơm nha có mọi người. khỏe Chồng không? mình thì anh ăn cái món này này, cơm thì chắc là ăn có tí thôi. Tí là ăn tiếp. Còn cái món này thì trước đây anh ăn thử rồi, anh không ăn được cái món bánh cuốn. Chồng mà anh khoái cái món chả giò lắm nhưng mà ăn với lại kim chi. Thực ra là nhà mình vẫn còn rất là nhiều đồ ăn cái hôm cúng nhá, hôm cúng bố chồng hôm Tết là vẫn còn trong tủ đá đấy. Tại vì mình nói rồi, những cái món đấy kiểu như là dầu mỡ nhiều, mình không thích ăn, mà mẹ mình thì cũng không có mang về, mà em dâu thì cũng không có lấy đi, thế là bây giờ cứ để trong tủ đá. Cái món là đồ ăn để trong tủ đá lâu nó không ngon, nhưng mà không ăn bỏ đi thì phí, khổ thật. Đã dặn mẹ là từ nay đi làm ít thôi nhưng mà vẫn mình thấy là vẫn rất là nhiều. Thế thế nào cô chúc? Nên tặng mình thông gì để anh hỏi mình có ớt của Việt Nam không? Mình sợ cay. Cái hôm một cả một tuần về Việt Nam thì không ăn bữa bánh cuốn nào, tại vì cứ quên không nhớ ra, với lại nhiều đồ ăn quá, nhiều đồ ăn quá không nhớ. Sáng ra chợ ăn bún này, xong rồi ăn bánh rán này, bánh gai các thứ. Thế sao sợ? Bảo là mình rửa rồi, mới cho vào tủ đá, không còn lại. Rửa lại, dần dần nó mềm ủn ra đấy. Thì anh ấy ăn mấy miếng xong mình sẽ hỏi. Anh ấy bảo là mình không có chồng ở Việt Nam chơi thoải mái thích thế. Anh bảo xong cho chồng con về. Không phải là mình cho là được đâu mọi người, không hiểu. Do nhiều lý do mọi người. Mỗi gia đình một hoàn cảnh cho nên nào. Bên này kiểu hai đứa trẻ con nhà mình thì bây giờ nó lớn rồi. Nó thích về thì nó nói nó về, nó không thích về thì thực sự nó không ép vào đâu. Mèo quá. Khá là nhỏ. Mèo quá. Mèo quá ớt rồi. Cái gì cũng không hết rồi hả? Dạ, thì chăm sóc không được. Chăm sóc không được. Cái gì cũng không hết rồi. Anh hỏi mình cái món này đây, cái món gì? Thực ra là cái món giò xào. Bên Hàn là cũng có nhá. Mình thấy ở chợ người ta bán ấy. Thế nhưng mà nó không giống như của Việt Nam mình thôi. Nhưng mà nói chung là cũng kiểu làm vị đông đông như này. Sekari, ani chamsu ga onne. Vừa mới hứa là không uống rau. Nhìn thấy cái món này mà không thể như gọi là. Chúng ta bỏ có.
뭐 들어갔어 왜 시큼시큼한데? 아니 버섯. 그래? 아, 근데 이거 내가 지지 이겨. 근데 món này em ăn với rau dưa ấy, cực kỳ là ngon luôn. 맛있을 것 같은데. 똑같아. 똑같아? 맛있어. 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 너무 안 빠진 꼬니 건데? 빠이 싸워. 응? 빠이 싸워. 이번에 내가 올린 영상 다 봤어? 첫날? 응? 첫날 영상 다 봤어? 응. Mà lại cho xem những cái video mà em đăng ngày Tết chưa? Tại vì mình biết phụ đề nó hơi lâu, mọi người cảm thấy nhá. Ôi Tết, mình tới năm xuân đã. Cô nên được kíp. Xin chào. Xin chào cái này cô. À, Hàn Quốc quan tâm thả thôi chẳng. Đến nhà nào ở xuất tiến. Cứ được kết xong, thả bôi vào đi. Hàn Quốc chỉ chỉ đến, thả hàng xuân ra được cái gì bảo ai đến. Có tôi mặc kiểu thông được bụi phê này gà chứ. Mà hát được gọi nhau mà. Bốt thả bố, mà thả bố xuất sinh cả cái tên. 아주 막 큰아버지 고모들이 막 돈 종돈 천 원씩 이천 원씩 주고 그랬거든. 나 이제 초등학교 들어가기 전에 응? 그때 생각났어. 언제쯤? 그때는 그렇게 했었어 한국도. 근데 이제 다 뭐 다 저기 멀리 떨어지니까 점점 안 왔지. 그리고 또 어른들만 이제 가서 이렇게 제사 지내고 손자들은 안 오고 그래. 그랬던 거 같아. 그때 그 생각 나. 그랬어? 돈 많이 주면 사람이 기억이 평생 세뱃돈. 그래서 세배를 해줬어 우리는. 뭐 매 아이 뭐 전 tiền 에 전 nhiều tiền lì xì là nhớ mãi thích lắm thì hơn họ đến ngày Tết để nhận tiền lì xì ấy cũng giống như mình hồi nhỏ ấy. Mà có điều là kiểu Hàn Quốc thì nó phát triển hơn Việt Nam mình ấy, cho nên là anh ấy xem những cái video của mình với kể cả của chị Nga cũng thế nhá. Chị Nga cũng thế, chị anh ấy bảo là những cái hình ảnh này thì đúng là ngày xưa phải 40 năm về trước ấy. Chứng mà học sinh rồi. Bây giờ thì Hàn Quốc kiểu phát triển ấy, cho nên là con người tình cảm nó cũng rút ngắn đi, để đại gia đình thì cũng không có sum họp như ngày xưa. Không có được nhiều ấy. Bây giờ người ta có đẻ mấy đâu, cho nên là gia đình nào cũng có mấy người à? 이제 아 베트남이 이 전통을 잘 지키고 있구나. 근데 또 한편으로는 아 베트남도 이제 도시가 막 커지고 온다면 많이 없어지지 않을까? 개인주의. 그 đấy thì phải đợi cho tương lai chứ mình không rõ. Mà có một cái điều chắc chắn là mình nghĩ là nó hơi khác một tí là kiểu người Việt Nam mình người ta tình cảm hơn. 그 가족들이 막 사촌 막 이런 사람들이 멀리 있는 사람들 이렇게 친하게 지내는지 난 야 그런 게 없는 것 같아. 그 옛날에도 한국 없었어? 아 한국은 조금 나가? 아 다 나누게 됐지. 그런 게 있지. 아 어때? 나 그냥 정말 그 ngày xưa bên bên Hàn ấy thì những người mà giàu có, ví dụ kinh tế khó khăn ấy, thì người ta còn hay gặp, chứ còn ví dụ như người nào mà kinh tế mà kém những người khác chẳng hạn thì người ta hay kiểu tự ti ấy, mọi người. 먹고 살기 바쁘니까. 근데 베트남은 먹고 사는 거 걱정 없나 봐. 왜냐면 명절도 짧아가지고 왔다 가야 되거든. 이틀 3일 밖에 안 되니까. 맨 한 이거 2 ngày. 아, 3 ngày lịch đỏ nhưng mà về cúng phát để đi luôn. Dù nào ở xa đến mấy, bên miền Nam mình
오늘 또 손날이야 늦게 나면서 그래? 아마 내일 무슨 일 그러니까 말라 hình như là chị gái mình sắp bắt được thì ngày mai là mới đi làm cơ. Lên Facebook ấy, nhiều người là còn đăng hình đi chùa chiền rồi đi đền để cầu may các thứ mà. 여유가 없어 아무 뭐 피부 이런 게 없어 이게 흥모하지가 않아 좀 바빠. Mình phải đang nói xấu Hàn Quốc không? Mình bảo đấy không phải nói xấu mà là thực tế người Hàn người ta giống kiểu bận ấy, bận lo cơm áo gạo tiền chứ không có cái tâm trí này kiểu như chơi rồi như là mình mà. Nói chung là cũng tùy từng người nhưng mà mình thấy là đa số là như vậy ạ. Không biết là nào nó ở đây sắp xem cái xăm nhân mà nghe xăm ra đấy hay là nào được chứ nào. Nhưng mà được kìm là tốt cách thật thì hắn gọt cả. Vậy? Ừ. Thôn bắt ta là thôn chúng ta hả? Mà 13 năm rồi mình mới ăn Tết ở Việt Nam nhưng mà cái không khí, cái bầu không khí thì nó không khác gì cái ngày xưa lúc mà mình chưa lấy chồng hết đấy. Đây là 13 năm về trước đấy. Còn sau này khoảng 10 năm về sau thì không biết là như nào nhưng mà hiện tại mình cảm nhận là như thế. Với lại ở bên Việt Nam mình á, chị em họ con chú con bác ấy thân thiện như cả chị em ruột đấy. Còn bên Hàn ấy thì mình khóc còn không biết. Không biết. Không biết. Chồng mình này, biết đấy, những chị em họ khác mình chẳng biết ai là ai. Có bao giờ gặp nhau rồi mà. 멀리서 다 오더라. 그거 참 신기해. 아무리 걱정해도 손날에 쉬는 거야. 그래. 걱정이 나중에. 그래? 응. 그게 안 돼, 우리. 야, 내 일 있으면 가야 돼. 아니, 말라. 내가 chơi như thế thì có lo đi. Cái lúc mà kiểu kinh tế mình khó khăn, mày như nào không? Mình bảo chơi đi rồi vẫn tính sau chứ để còn ăn Tết mà lại còn lo cái chuyện kinh tế đó. Này. 그게 이해가 돼. 아, 일 있으면 가. 일 있으면 가. 이렇게 돼. 그러다 보니까, 아, 점점, 아, 일 때문에, 아, 이번에는 원래 좀 집에서 쉬고 싶잖아, 혼자. 참 대단해. 맨 bảo anh là về ăn Tết có một tuần thôi nhưng mà mình rất là hạnh phúc. Tại vì bao nhiêu năm không được cảm nhận cái cảm giác như thế. Thế nào? Hay lấy chồng là lần Tết đầu tiên mà năm chị em là tụ họp với nhau rồi. Vâng. Ừ. Chị Nga còn lần đầu tiên được xem bắn pháo hoa thì mọi người biết rồi. Mấy chị em dắt tay nhau ra huyện xem bắn pháo hoa. Ở nhà thì mẹ cúng giao thừa vui đấy, xong rồi kiểu đến sông nhà ấy. Chọn đứa cháu nào có cái đứa tuổi đẹp mấy cái năm đấy xong rồi sông nhà. 다른 집도 다 그렇게 하는 건 아니잖아. 다들 그래. 아니 사촌 다른 애들은 그렇게 사람들이 많이 오지 않잖아. 넌 장남. 우리 집은 좀 장남. 그러니까 그렇지. 다른 집은 사람이 안 모일 거 아니야. 그래. 그래. 제사 하면은 누가 불러요? 제사 지내야 되는 게 있잖아. 이건 다만 맛있어. 맛있어? Em cái món này là cái món anh ấy gọi là thích nhất trong các món. Anh chồng mình mà về Việt Nam mà cho ăn cái món cá nướng nhỉ. Tại vì nhà chị gái mình ấy, chị nuôi cá xong rồi đợt vừa rồi như chị Nga quay ấy, bắt hẳn cá xong tẩm gia vị và nướng xong rồi cũng rồi. Nói chung là không thể tả nổi được cái niềm hạnh phúc. Nghe thì có vẻ hơi quá đà nhưng mà đối với một người mà lần đầu tiên mà được ăn Tết sau khi lấy chồng này thì nói chung là mình vui lắm luôn. 베트남 근데 한 가지 명절 이런 거 할 때 여자들이 막 더 활발하대. 한국은 여자들은 음식만 하고 조용히 있어야 돼. 막 여자들이 막 떠들고 막 이러면 없어. 엄마 bên Hàn Quốc Tết đến hay là con lễ cúng là phụ nữ mà chỉ nấu ăn trong kiểu điềm đạm các thứ. Còn đàn ông thì người ta sẽ làm lễ cúng nhỏ kia nhưng mà anh thấy bên Việt Nam mình thì lại không. Bên Việt Nam mình mấy ông đàn ông ấy còn nấu ăn giỏi hơn cả phụ nữ luôn đấy mọi người. Chồng mình ông nhìn ông choáng luôn. Toàn như Việt Nam mình kiểu đồ xích thì tôi muốn xin ý xin mà thả nắm cho yếu đi thế không? Nhớ trả đấy. Nhớ trả là một thằng cả. Mình thấy như trong miền Tây cũng thế nhỉ? Trong miền Tây ấy, đàn ông người ta cũng nấu ăn rất là giỏi nhá. Ừ. Mình muốn hết sức. Ừ. Má.
ăn gần hết mọi người, rất là ngon nhưng mà no quá rồi, bây giờ mình sẽ để đây xong rồi chốc ăn tiếp. Rồi hẹn tất cả mọi người vào những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Muốn muốn đây. Chúc mừng năm mới. Muốn xuân mai đến. Xe phòng mai vào xe. Chúc mừng năm mới. Hết Tết đã còn chúc năm mới. Sao vậy? Kiếm mừng cả. Cảm ơn cả bà. À nhá. Chúc mừng năm mới.